Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 2. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở phân khúc Mazda 2 này thì là toàn là nhập khẩu thôi quý bạn ạ. Và nó có những phiên bản với những phiên bản Deluxe và phiên bản Luxury. Chiếc xe này thì là ở cái phiên bản Luxury rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 5.2 km rồi. 5.2 này chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ chuẩn nhá. Chúng tôi mua của người quen, nguồn gốc rõ ràng, cho nên là đồng hồ chúng tôi có thể đứng ra cam kết với quý vị bạn là đồng hồ chuẩn không thua 5.2 km. Và nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe đã được chủ xe độ cái mặt ca lăng này, quý bạn có thể yên tâm luôn nhá. Vừa rồi đăng kiểm cũng không vấn đề gì. Và nếu như quý bạn nào mà không thích cái mặt ca lăng này thì là vẫn lắp lại cái mặt ca lăng nguyên bản của xe. Tôi đang để ở cái cốp sau đây các bạn nhé. Lát nữa tôi cho các bạn xem. Nếu như các bạn nào thích về nguyên bản, đây là cái mặt ca lăng độ nhé. Mặt ca lăng nguyên bản còn mới tinh trong xe, độ từ lúc vừa mới mua xong quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì tất cả là nó còn nguyên bản này. Với 5.2 km là còn nguyên bản. Nguyên bản từ dàn lốp này, cả dàn lốp này là đều nguyên bản hết nhé. Đét lốp là 2019 và còn rất dày, rất là mới luôn các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Vì vậy mà quý vị và các bạn nếu như quan tâm chiếc xe Mazda 2 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 sedan sản xuất năm 2019 tên tư nhân biển Hà Nội lăn bánh 5.2 km này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 2 nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 5.2 km. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 2 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.